góc đường Trần Đạo, Lý Thường Kiệt, Mỹ Tho có một bà cụ để một cái gánh rất là dễ thương luôn, để xôi giò sầu riêng. Gắn bó với cái gánh xôi giò là coi như là 51 năm. Trời, thơm mùi sầu riêng quá, là sầu riêng tươi. Ồ, wow. Trời ơi, 10.000 nhiều vậy. Trời, ngon quá. Xôi của gì ngon quá, ăn bắt ngay luôn, ăn hết gói rồi nè. Chào bà bán gì bà? Xôi giò sầu riêng. Xôi giò sầu riêng bà nấu hả? Dạ, nhà nấu. Dạ. Ồ, oh, dạ. Ủa, đây là góc đường gì ta? Trần Đạo, Lý Thường Kiệt. Trần Hưng Đạo với Lý Thường Kiệt. Kính thưa quý vị khán giả, góc đường Trần Đạo, Lý Thường Kiệt. Hôm nay mình về Mỹ Tho để đi công tác, để đi bán nước mát Sài Gòn. Thì mình thấy ngay ngã tư Trần Đạo, Lý Thường Kiệt có một bà cụ để một cái gánh rất là dễ thương luôn, để xôi giò sầu riêng. Mình không có biết ăn sầu riêng, nhưng mà thôi cũng ghé ăn luôn. Xôi giò sầu riêng là sao cô? Ủa sao để sầu riêng ngoài riêng hả cô? Để sầu riêng tươi về múc rồi chét sầu riêng vô. Là chét sầu riêng vô hả? Cái món này lạ nha. Rồi mới ăn cơm xong giờ ăn xôi nữa nè. Chơi luôn. Người gói á. Người gói nhiêu nhiêu cô? Giờ bữa ăn xong thì ăn 5.000 thôi. Ủa bình thường có bán 5.000 luôn hả? Có bán 10.000 thường, nhưng mà giờ mới ăn cơm xong mình bán 10.000 ăn gì hết. Dạ. Đó, ăn thử đi rồi ngon mua về. Dạ. Xôi đậu luôn, có bán xôi đậu luôn. Xôi đậu luôn. Nhưng mà bán xôi giò mà 50 mấy năm hả? 51 năm. Ừ. Nay con nhiêu tuổi mà bán 51 năm rồi? Sao mà bán rồi còn gái bây giờ mà. Bán rồi còn gái. Này, ăn thử đi. Ồ, đơn giản vậy thôi đó. Thơm quá. 573 là mùa hè lửa lửa đó. Giờ Campuchia quấn lộn bệnh đó. Bán từ 573 mà tới giờ là 50 năm rồi. Vô đúng 50 năm luôn, 51 năm. Mà giờ dì nhiêu tuổi? Giờ 9 tuổi. Dì 69 tuổi, dì tên gì? Trần Thị Tốt. Trần Thị Tốt, dì Trần Thị Tốt hôm nay 69 tuổi. Mà gắn bó với cái gánh xôi giò là coi như là 51 năm. Giờ không có đi. Bán từ hồi còn gái luôn, à. Ghê. Giờ bị xe đụng rồi cái người ta không có đền tiền có bổ, giờ đi cái nạn về ngồi chỗ mà, chứ hồi đó đi bán gạo nữa. Ủa vậy hay là giờ đi cái nạn luôn hả? Dạ, đi bằng cái gậy nè. Ồ. Ủa vậy là giờ gì rồi làm sao chị gánh được? Ừ, cái này ở trong nhà chở ra rồi ngồi luôn chỗ vậy nè. Rồi bán gì nào hết thì cà đi ra đây để đây là cái gậy của gì luôn rồi. Ồ gì tốt. Nói giờ là 5.000 á hả? À. Còn gói 10.000 sao đâu, làm cho con thử cái gói mẫu 10.000 đi. Trời, thơm mùi sầu riêng quá, là sầu riêng tươi. Trời, gói 10.000 nhiều vậy. Trời, chán ngon rồi. Trời, ngon quá. Xôi bò rất là ngon, nhưng mà cái mùi sầu riêng mình không có quen. Dạ. Ăn xôi giò không bao luôn nè. Nè, ăn thử đi. Chạy, mời em gói. Đứng quay quay anh chị. Dạ. Ủa em ở đâu ra đây đứng đây vậy? À nhà bên kia hả? Rồi. Ngọc Diệp là tiệm gì đây? À tiệm làm đẹp. Quá. Rồi. Hôm nay có duyên là mời em. Ủa chắc là về làm tiếng rau cho dì tốt quá. Dì tốt thứ mấy dì tốt? Thứ 8. Thứ 8 tốt. Quay chi dữ vậy? Dạ. Quay giới thiệu cho khán giả tới ủng hộ gì? Trời ơi, có quyên vàng kìa. Quyên vàng bên Ngọc Đẹp kìa. Bên đó mấy người nè, nè có anh mời nè. Hồi đó cũng có bán thành phố nữa. Dạ. Đi bán thành phố đi bán xe ông. Bán gì? Bán xôi vậy nè. Bán ở đâu? Sáng bán ở quận chế ở chợ Phước Long B á. Ngay đường bán trên thành phố hả? Đổ xuống hộp hay gì đó. Rồi cái chiều cái qua Đại học Quốc gia. Đại học Quốc gia bán cái xong cái điện ngược qua cầu giữa cái suối công nghệ cao, cái tư công nghệ cao á. Dạ. Bán xong cái lại chợ mà ở cái chỗ Chi Ôm, cái chợ Bắc Ninh đó. Bán chỗ đó. Rồi mới về chợ mẹ mướn nhà ở chợ Linh Trung. Rồi vô đây luôn, mãi vô. Chưa cần làm tiếng rau luôn, qua ủng hộ luôn. Rồi mỗi người làm gói, tặng luôn. Rồi à. Rồi đứa này bố. Rồi, tặng cho hai cô luôn. Đây, Ngọc Đẹp Beauty Academy 260 Trần Đạo. Các bạn này, ở đây dạy miễn phí không à, phải không? Ờ, đúng rồi.
À đúng rồi. À đúng luôn. Rồi cho mấy bạn tặng hai bạn này mỗi bạn một gói. Ngon quá. Gói còn có 5.000 trời. Chưa ăn, tại chưa ăn. Trời ơi làm ở đây mà không ăn quá ủng hộ cho bà. Không có ăn hôm nay quên rồi giờ mới ăn lại. Trời ăn hôm nay quên. Trời ơi ghê luôn. Đúng rồi. Bởi vì có con cái gì không? Có bốn đứa con mà nó có gia đình hết rồi mà giờ tụi nó cũng đâu có cá giả gì đâu, phải bận bán phụ đặng cho tụi nó cho con ăn học chứ giờ nó đâu có nhiều đâu. Nhiều người cũng lại hỏi hoài. Hỏi hoài hỏi sao cô lớn tuổi rồi cô bán hoài vậy? Không bán sao được. Bán mới sống chứ không bán đâu mới sống. Với nhà buồn lắm chú ơi. Dạ. Nhưng mà giờ gì ở đây với ai? Ở với gia chú hả? Với gia Út. À. Một ngày bán một thùng một thao này luôn. Thao này. Thao khoảng bao nhiêu gói? Chiều ai biết, chiều bán thao nữa, chiều đem ra nửa thao này. Ngồi bán vậy đó. Rồi, hai gói luôn dạ. Hai gói 5.000 hả? Bán 5.000, bán nhiêu cũng bán hết. Ở đây ta mua nhiêu bán nhiêu. Ừ, gói xôi sầu riêng nha, xôi bò sầu riêng. Lần đầu tiên mình ăn luôn. Ôi, số giò mà. Như có một lần nó thấy chú là như chú quay bà bán chè với chè Mỹ phải không? Dạ đúng rồi, dì ba bán chè, dì ba chè. À, còn bao không? Vài bữa bà đang kiếm mặt bằng cho bà trên phố á, trên phố bà. Người yêu làm sao? Mất người yêu. Đang người yêu hả? Người yêu. 4 mấy năm rồi. Còn lao không? Thì hả quen mang 4 mấy năm rồi hả? 4 mấy năm rồi bán kiểu chú. Dễ hả? Mới bán xôi vậy chứ kiểu chú giờ đâu có bán xôi gì. Cầm cái lon ra còn quay rồi. Rồi. Dạ. Trời chịu ổng là cầm cái lon còn quay rồi. À, nếu mà chịu ổng là giờ cầm cái lon đi ra còn quay rồi. Theo xã tôi thì họ bán xôi. Anh quay giúp nha. Ok rồi. Rồi, nếu không chứ nứt á. À, bao hài luôn. À, vui lắm ở đây còn có. Là xưa là chú nó theo gì thiệt luôn hả? Có bắt chạm ra ôm nó ghẹo chơi chứ đâu. À, dạ. Chứ hồi nhỏ hồi còn con gái lo bằng nuôi đứa em út tới 16, mẹ thì chết sớm năm 70. Dạ. Bằng nuôi em rồi tới đâu có biết yêu là gì đâu, cái người ta đi hỏi cưới rồi ông già ngã gì đâu. Rồi đâu về sống với gia đình tới giờ đâu có gì đâu. Chứ đâu có biết. Cái cồ bịch cái gì. Đám hỏi với xã tháng 4 năm nay, đám hỏi tháng 4 năm trước làm sao mới đám cưới. Dạ. Chưa có đi uống được ly nước mía nữa, không dám đi luôn. Là lúc lấy lúc dì Tám lấy chồng là mấy năm? 20 tuổi. 20 tuổi? À. Oh wow. Có nhỏ con gái nó quay lên cho tôi coi, tôi thấy giống chú, tôi thấy giống, để hỏi thử có phải không? Dạ, quay dạ. Bà bán chè, bà dạ, bán chè. Dạ, bà bán chè đó, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. À, để coi nếu mà giờ con khởi động mùa mới con quay qua con xuống thăm dì nha. À. Con làm cho dì một tập tiếng rào 4.0. Dạ. Con rồi cái chương trình con làm cho dì ba đó là cái tiếng rào. Dạ. Là giúp mấy bà cụ mà bán hàng này nè giống như bà dì vậy đó. Dạ. Bán lâu năm mà khó khăn nhưng mà giờ nói chung là lớn tuổi nhưng mà vẫn mưu sinh. Vẫn tự làm chứ không có. Mà cái xôi của dì ngon quá, ăn bắt ngay luôn, ăn hết gói rồi nè. Ngon lắm. Mà nãy giờ mình ăn là mình nói chuyện mình quên luôn. Mùi sầu riêng tươi nữa. Ừ. Mà ai mê sầu riêng ăn cái này đúng bài luôn, sầu riêng ngon lắm, thơm lắm. Sầu riêng hôm nay mắc lắm nghe chú, bữa nay là 250.000 ký đó. Đó. Rồi con chào dì nha. Rồi con dẫn đi công chuyện. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ rồi, cho con xin số điện thoại bé trợ lý con. Đây à.